Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Gian Nhà Phố Bán Nhà Thủ Dầu Một Bình Dương. Nếu như quý anh chị đang cần tìm mua nhà hoặc đất tại khu vực thành phố Thủ Dầu Một, hoặc đang tìm cho mình một đơn vị thiết kế thi công và xây dựng nhà, hoặc đơn giản muốn xem được những video nhà bán, thì hãy đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để được xem và tham khảo những video nhà bán mới nhất hiện nay. Với kinh nghiệm làm việc tại chuyên tại thị trường Thủ Dầu Một, em tự tin một điều sẽ tư vấn và lựa chọn cho quý anh chị một bất động sản thật là tốt nhất. Ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý anh chị một ngôi nhà khu 3, nhà diện tích là ngang 4 dài 29,3, được thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, một phòng thờ, có sân trước ô tô, sân sau, có một phòng ngủ dưới, nhà được trang bị đầy đủ nội thất mà giá chỉ hơn 3 tỷ thôi. Một cái giá em cảm thấy là nó rất là hợp lý và nó rất là mềm so với thị trường. Rồi, mời quý anh chị cùng tham quan cụ thể bên trong ngôi nhà. Ở phía trước nhà thì có một cái nhà mình ở đây thì có 2 căn. Nếu như anh chị nào có anh em hai người mình mua 2 căn ở đây thì mình đập ra cái cửa cổng này đây thì nó có một cái sân, khoảng sân rất là rộng, em thấy cũng khá là hợp lý. Phía trước nhà thì có một lớp cửa sắt rất là kiên cố chắc chắn. Đường trước nhà của chúng ta là đường nhựa 4,5m thông, gần sát bên tiểu học Phú Hòa 3. Chúng ta đi từ đường Lê Hồng Phong thông ra nhà và đi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta đi làm ở khu vực Thuận An rất là thuận tiện. Phía trước nhà thì có một khoảng khá là rộng, chúng ta có thể để được khoảng 2 chiếc ô tô và khoảng chừng 5 đến 7 chiếc xe máy. Ở đây là mặt tiền của ngôi nhà. Ở đây chúng ta có 2 căn, 2 căn đều thiết kế như nhau, đầy đủ nội thất hết. Rồi, mời quý anh chị cùng xem tham quan cụ thể bên trong ngôi nhà. Thì cửa chính nhà cũng là bằng cửa nhôm kính sinh pha nha quý anh chị. Tầng trệt bước đầu tiên vào thì nó là phòng khách, tiếp theo nó là một nhà vệ sinh, một phòng ngủ và phía sau là nhà bếp và cuối cùng nữa là sân sau. Vì đất mình rất là rộng, ngang 4 dài 29,3 anh chị, nên thiết kế rất là rộng rãi thoải mái. Tặng cho chúng ta đầy đủ nội thất, bàn salon. Hai bên đây thì chủ có gỗ như này, tạo cái vẻ đẹp và mới lạ cho ngôi nhà. Đây có cái đèn chùm, nhìn rất là đẹp ha quý anh chị. Tiếp theo thì nó có, đây là cửa tay nanh vịn gỗ, kính cường lực đây 10 ly nha quý anh chị. Tiếp theo là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở phía tận dụng ở phía dưới cầu thang ở đây, tận dụng thêm cái không gian. Nhà mình cũng lắp sẵn máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời. Tiếp theo đây là phòng ngủ. Khu vực ở đây là phòng ngủ ở tầng trệt, nó cũng ở đây thì nó cũng tầm khoảng là 16 mét vuông nha quý anh chị. Có tặng cho chúng ta nội thất cơ bản như là tủ quần áo, giường, máy lạnh. Nệm thì gia chủ không có trang bị thêm, tùy theo cái mục đích mình sở thích của mình, có thể là sử dụng thêm nệm lò xo hay là nệm cao su gì đó thì mình lựa chọn. Rồi, khu vực sau thì nó là phòng bếp và sân sau. Đây cũng có gia chủ có trang trí thêm những cái đèn chùm. Khu vực bếp tặng cho chúng ta một tủ kệ bếp, máy hút mùi, bếp ga. Bên đây thì dán vân gỗ, chỗ đây thì mình để bàn ăn. Khu vực phía sau đây thì sân sau rất là rộng rãi và thoáng. Gia chủ làm em cảm nhận một điều là nếu như quý anh chị đầu tiên đi bước vào nhà này thì chắc chắn một điều là nhà sẽ cảm giác một điều là nhà này gia chủ làm rất là kiên cố và chắc chắn, những cái từng chi tiết nhỏ, những cái đường nét, cái vân là họ làm rất là kỹ.
ha. Ở đây là họ gia chủ đã lắp đặt xong cái hàng rào cửa ha. Chỗ này thì để máy giặt. Rồi em xin nhắc lại là nhà làm diện tích là ngang 4 và 29,3. Hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp với mệnh khách hàng là tây tứ trạch. Những khách hàng nào phù hợp với hướng tây, tây bắc, tây nam và đông bắc đều ở nhà này đều được hết ha. Và một điều đặc biệt nữa là nhà hướng đông bắc là nhà rất là mát. Nhà thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng thờ, có sân trước để 2 ô tô và sân sau ha. Được trang bị đầy đủ nội thất cho quý anh chị. Chỉ có là đồ điện tử ví dụ như máy giặt và tivi, tủ lạnh thì không thôi. Thì cái đó thì thường là những cái nhu cầu của mỗi gia đình nó sẽ khác nhau, nên do đó thì gia chủ họ không có trang bị. Tiếp theo bên cầu thang lên phía bên tay trái đó, chỗ này thì khu vực đây chúng ta có thể là làm phòng sinh hoạt chung, phòng thờ hay phòng học cái gì đó tùy theo cái mục đích sử dụng của mình. Tiếp theo vào đây là một phòng ngủ. Thưa quý anh chị, cái phòng ngủ mình ở đây thì cái diện tích nó tầm khoảng là 25 đến khoảng 27 mét vuông, khá là rộng. Tặng cũng đầy đủ nội thất gỗ cho chúng ta, tủ quần áo, bàn làm việc, giường, có nhà vệ sinh trong luôn. Đây, khu vực là nhà vệ sinh, bồn vệ sinh riêng, rồi bồn tắm đứng riêng, nó có đường ngăn, không để không cho nước rơi ra ngoài. Sàn thì chúng ta là lót sàn gỗ nha quý anh chị, tặng chúng ta máy lạnh luôn. Rồi tiếp theo bên đây thì nó cũng có phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba thì nó cũng như vậy thôi, trang bị đầy đủ nội thất, phòng khá là rộng. Mà một điều đặc biệt nữa là nhà mình là diện tích là 4 dài 29,3, nó rất khá là dài ha. Sân để được 2 ô tô, được trang bị đầy đủ nội thất nè, rồi giá lại gần trường tiểu học Phú Hòa 3 nữa ha. Mà giá hiện tại em nghĩ nó khoảng có 3 tỷ mấy thôi ha. Giá quý anh chị vui lòng xem phần chi tiết của video. Với trung tâm thủ dầu 1 với cái mức giá khoảng hơn 3 tỷ, quý anh chị mua được một cái nhà mà thiết kế nội thất và như thế này, em nghĩ một điều nó cực kỳ là khó. Nên quý anh chị quan tâm mua nhà tại thủ dầu 1 hãy nhanh chóng liên hệ em, số điện thoại 0975595679 hoặc website giangnhaphố.com để được dẫn đi xem tham khảo nhà này, hoặc để được xem những nhà bán khác để đưa ra cho một cái lựa chọn thật là hợp lý nhất. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và đăng ký. Cảm ơn quý anh chị.